cầu đường đi thẳng qua bên kia đó bà con, đường Bùi Thị Xuân. Dạ, Yến Vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe, cùng em thăm Huế. Thì ngày hôm nay ngày 26 tháng 8, ngày mai có 24, vẫn là gắt nắng từ 26 đến 36 độ C. Ở xung quanh đây là những ngôi nhà mà nằm trong diện di dời để làm công trình cầu đi qua. Tại phía bên đường Bùi Thị Xuân, và chúng ta sẽ vào thăm công trình cái cầu xem đến giai đoạn nào rồi nha bà con. Khu vực công trình đang thi công chú ý giảm tốc độ 5 km/h. Đây là phía bên bờ sông đường Bùi Thị Xuân. Đó, tình hình là cầu vượt sông Hương Nguyễn Hoàng đã đến công đoạn như này, như vậy rồi. Hai bên bờ sông cũng đã giải tỏa phần nào rồi bà con. Sờ ra những cái phần mỏng, phần bê tông cục thép. Bê tông cột thép. Tuy nhiên thì bên cạnh này nhà cửa để tỏ vẫn chưa xong. Công trình đều là sắt thép. Đây bây giờ người ta tháo gỡ ra hết, tôi nhìn thấy rõ công trình đó bà con. Cần công trình đó, giải tỏa khu vực này đó, lần lên trời trên cái trên này đó.
Vui quá, xịt nước. Đây còn mình với nhà nữa. Chưa đi chơi. Bên kia đội viên có con nha. Còn đây tiếp tục đi lên hướng đường Bùi Thị Xuân. Thì bao nhiêu là thông tin mới nữa chúng ta cùng trải nghiệm buổi sáng hôm nay tại đường Bùi Thị Xuân nhé. Đây là năm xưa có cái tên là cầu đối, cầu sắt. Bây giờ đường mở rộng ra chúng ta cũng thấy cái cầu. Và nơi có cái làng nghề đúc đồng lớn nhất tại đường Bùi Thị Xuân thuộc phường Đúc. Ở làng nghề đúc đồng ở khu vực này rất là nhiều cơ sở bà con. Giáo sứ phường Đúc nhà thờ đó. Ở đây nhà bà đường Huyền Tân Công Chúa. Đường phố, đường xã cũng đang được làm mới, sắp hoàn thiện rồi. Đường Huyền Tân Công Chúa, đường đi thẳng lên đồi Vồng Cành, bên phía tây của thành phố. Và ngày nay đường xã cũng đang mở rộng, nâng cấp. Tuyến đường Bùi Thị Xuân thì bắt đầu từ cầu ga Huế lên khu vực phường Đúc rồi đi lên Thủy Biều mọi người. Đó là có đi qua công trình cái cầu vượt sông Hương Nguyễn Hoàng hiện trạng bây giờ đang làm đó. Và tình hình mức độ phân cấm hoàn thiện thì bà con cũng đã thấy. Dự kiến sẽ vào cuối năm sẽ lưu thông kỹ thuật đó. Còn tình hình như thế nào thì chúng ta phải chờ xét. Hôm nay cũng là những ngày cuối tháng 8 rồi. Còn 4 tháng nữa để công trình có tiến độ nhanh và mới hơn. Bà con cùng chiêm nghiệm cũng như khoảnh khắc chờ đợi cái cầu hoàn thiện. Đây lên cuối đường Bùi Thị Xuân sẽ còn cái đoạn này nhỏ hơn này. Còn đường này như dính vào nhà bà con nhiều cho nên chưa mở đường. Là lên về khu vực Lóng Thò đó. Cầu Lóng Thò ngày nay cũng đã rộng mở. Rồi tiếp tục cái đoạn đường lên Thủy Biều thì đã mở rộng nâng cấp. Đây cầu Lóng Thò ngày nay bên bờ sông, những cái tường trắng, bờ kè vững chắc, sẽ không còn sạt lở bờ bùi như xưa nữa. Một góc nhỏ còn lại của nhà máy xi măng Lóng Thò. Đó, đường Bùi Thị Xuân phía Thủy Biều. Tuyến đường đã nâng cao, rộng rãi hơn. Sau thời gian nó xuống cấp cũng khá lâu.
và đường bây giờ làm hình như là khoảng 2 năm. Em thấy đã hoàn thiện rồi. Ít nhất là lòng đường nó đã ngon lành, bà con đi lại để bụi bặm rồi. Bây giờ còn làm lề nữa. Ở nhà cửa hai bên giải tỏa xích vào rất là nhiều ngôi nhà. Bây giờ bà con đang chỉnh trang nhà cửa, chuẩn bị cho đời sống, cuộc sống mới trên con đường mới. Bên này là thuộc phường Thủy Biêu nha bà con, vì kia là phường Đúc, cũng là con đường mang tên Bùi Thị Xuân, nối dài lên đến Lương Quảng, Nguyệt Biêu Lương Quảng. Đó, năm xưa bà con chắc cũng hay nghe cái tên làng quê cổ kính của Huế, trong đó có Nguyệt Biêu Lương Quảng. Đường xong rồi là nhà cửa bà con chỉnh trang đẹp kia chứ. Đó, như một cái đường phố mới. Năm xưa nhà cửa phía bên trước này nó lụp sụp, kinh doanh làm ăn, đường nó xuống cấp. Bây giờ mở rộng ra nhà cửa người ta cũng chỉnh trang luôn, khang trang. Đây là ngã tư đường Ngô Hà, rẽ trái là vào chợ đó, chợ Thủy Biêu. Bên cạnh đây là đình, đình làng Nguyệt Biêu đó, cổ kính. Và Thủy Biêu thì biết đến cái món đặc sản thanh trà, bưởi thanh trà. Thủy Biêu thì quá là nổi tiếng rồi. Con đường cũng là song song với dòng sông Hương. Chúng ta đang đi lên từ núi đường cũng là nơi thượng nguồn sông Hương đi cuốn lên đó. Dạ. Bên kia là Văn Thánh, Hương Hồ. Cách giữa dòng sông. Đó, đường xá ngon lắm nha bà con. Đó, bây giờ bà con rớt xuống ga Huế đi về Thủy Biêu, Nguyệt Biêu thì đường xá từ phía kia lên là xuyên suốt ngon lắm rồi. Đó, Bùi Thị Xuân, Nguyệt Biêu ngày nay cao ráo, họ làm đường lên đến nhà bà con có nhiều cái sân bị thấp xuống đó. Như vậy thì nghe ngập lụt đó. Năm xưa thì đường thấp lụt hay bị ngập, bây giờ thì khả năng đường đã cao, cao nhiều rồi, họ bị ngập rồi đó. Tuyến đường mà thi công nhanh thì chắc chắn trong đó có đường Bùi Thị Xuân nối dài, làm em thấy rất là nhanh luôn, trong vòng đâu đó khoảng 2 năm, hơn 2 năm chứ đó, mà dài nữa đã hoàn thiện rồi. Khi đường hoàn thiện thì cầu vượt sông Hương Nguyễn Hoàng cũng hoàn thiện vào cuối năm, đầu năm 2025 là đi vào hoạt động luôn. Khả năng khoảng 30 tháng 4 dự kiến thì cầu sẽ hoàn thiện.
nơi cuối đường. Trời ơi đẹp kia chứ, khúc cua của dòng sông Hương bên ngoài. Lên đây là bắt đầu bắt gặp những cái nhà vườn thanh trà bưởi. Năm xưa đường chưa mở thì vườn thanh trà chúng ta đi đây là quả nó la đà trên đầu luôn. Bây giờ mở rộng ra thì cùng xích vào trong một chút là cũng là những cái vườn thanh trà bưởi mọi người. Từ Long Thọ lên thì cả phải hơn 2 km, 2-3 km, đường rất là dài. Mặc dù bề rộng thì không rộng như cả cái đường lớn đã mở khác. Đây là hiện tại là 2 làn đường. Tỉnh Cà Lê nữa thì đường này cũng là 2-3 mét rồi đấy. Cà Lê đường là bạc đó. Đây lên đến khu vực này là thuộc Lương Quảng, Bình Phụ Miếu. Đó cũng là nơi đoàn kết thúc con đường mới, còn vài trăm mét nữa. Ngay Bình Lương Quảng luôn. Đó, lề lội đang chỉnh trang, cây xanh nào nữa là xong. Đèn điện thì đã hoàn thiện cỏ thôi. Cho nên có những cái khu resort và con về đây nghỉ chân, nghỉ dưỡng. Đó, mặt sau là sông Hương thì xung quanh là vườn. Không khí thì quả trong lành luôn, vườn cây, sông nước. Đây những cái vườn cây quả bưởi lòng thông quá trời lắm. Đó, nơi cuối đường mới thì là đến từ khu vực này trở về cầu Long Thọ đó bà con. Còn tên này là đường trụ bê tông, đường vào làng đó, cuối làng Lương Quảng. Đây năm xưa đi dưới kia là cũng lòng thông những cái nhánh cây cũng như mùa mà xây trái khi mà chưa thu hoạch á, trái cây nó lòng thông trên đầu luôn. Đây, mùa này thì bà con thu hoạch rồi, thanh trà bưởi từ tháng 7, tháng 8. Mùa vu lan về là mùa quả chín, thu hoạch, khai thác, thu hoạch cho đến cuối năm. Đây những cái quả bưởi nó nằm trên đầu chúng ta đây. Cà phê cội. Wow. Bưởi là nó tròn mà thanh trà là nó giòn. Đó, quả tơi lắm mà mọi người. Đó, nhà đều ở vườn. Vườn cây sai trái. Quá trời luôn. Thân trồng phước. À, đường tên này cũng có tên hết rồi. Đây là đường Lương Quảng. Đó, lên đây mới thấy đó, nhà đi vào cửa ngõ là hai bên là trại sâm xuê. Wow, trời. Đó, mày quả mày giòn là thánh trà, quả nào mà tròn là quả bưởi. Phu trà đẹp thì bà con.
một số hình ảnh vườn cây sai trái, bà con lương quán nguyệt biều từ biều ngày nay. Trời ơi, cái cây này nè, cây này cái lâu năm lắm, tuổi đời có thể là vài chục đến cả trăm năm chứ. Quả này đồng thông trên đầu luôn, quá bưởi đó, có mua quả này ù luôn. Không những bưởi thanh tra và vườn có chuối nè, đủ đủ nó đất hoa màu. Nằm bên cạnh dòng sông, bên bồi bên lợ, bên này là bên bồi, bên kia hương hồ Kim Long đi về là bên lợ. Yeah. Thì cái giống bưởi thanh tra trồng thì bên này là ngon, ngon hơn thì mặt bên kia hương hồ thì bưởi đỏ đó, và phía bên thủy biêu thì là thanh tra. Ôi trà tải, quá trời luôn. Vườn vườn, nhà nhà đều có vườn. Có homestay nè, homestay thì ở chung quanh vườn bưởi. Điện lớn quá, mỹ ưu thơ đó. Cái nền sáng ngày hôm nay từ cầu vượt sông Hương Nguyễn Hoàng bên đền lớn quảng có thanh tra bưởi của thủy biêu, món nước tiến. Hy vọng bà con cũng biết thêm Huế cùng yên vui nha. Đường xã ngày nay rộng mở đẹp, cao ráo như răng, để cùng có những hình ảnh để bà con biết thêm sự Huế ngày nay cũng như ngày mới. Hôm nay ngày 26/8/2024, bình liên quan đấy. Và tiết trời dự báo ở Huế từ 26 đến 36 độ C, và vẫn rất nặng trong những ngày qua. Yeah, và em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ Yên Vui xin kết thúc video. Khi xem mọi người không quên nhấn like, đăng ký kênh, tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Yeah, một lần nữa em xin chúc tất cả bà con mình luôn dồi dào sức khỏe, bình an. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người.